Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Các bạn khán giả thân mến, dù đang sống trong thời bình, nhưng việc phát triển quốc phòng vẫn là rất cần thiết. Trước những mối xâm hại luôn rình rập, chờ đợi ta sơ hở, kẻ thù càng điên cuồng, quân đội càng cần tinh vi. Chính vì lẽ đó, quân đội Việt Nam ta đã ấp ủ và đang dần hiện thực hóa bằng việc phát triển hàng loạt vũ khí tối tân, uy lực, tăng cường sức mạnh chiến đấu của binh lính, nghiên cứu sâu rộng nghệ thuật quân sự hiện đại để sẵn sàng với mọi tình huống, nhất là căng thẳng ở Biển Đông. Đáng tự hào thay, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam có những bước phát triển đột phá, đang nghiên cứu, làm chủ, sản xuất và sửa chữa được hầu hết các loại vũ khí, trang bị cho bộ binh và nhiều vũ khí mới, tăng tiềm lực sức mạnh quốc phòng, giảm nhập khẩu từ nước ngoài. Ngày hôm nay, tên kênh sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về 5 vũ khí tối tân do Việt Nam ta tự sản xuất, khiến cả thế giới kinh ngạc, để chúng mình càng thêm phần tự hào về đất nước mình nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Vũ khí đầu tiên mà tên kênh muốn nhắc đến, đó chính là vũ khí bơm hơi. Nhà máy J-176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thành công trong việc chế tạo các loại vũ khí bơm hơi, có thể kể đến như xe tăng T-55, tổ hợp tên lửa 300TMU-1, tiêm kích đa năng Su-30MK2. Việt Nam có thể chế tạo được các phương tiện ngụy trang vũ khí, trang thiết bị quân sự hiện đại, giành được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông Nga, cũng như trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Vũ khí bơm hơi Việt Nam chế tạo với công nghệ đặc biệt, theo đúng kích thước của vũ khí thật, có thể triển khai và thu hồi trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, vũ khí bơm hơi được làm bằng vật liệu đặc biệt, rất khó để mắt người có thể phân biệt chúng với vũ khí thật trong vòng 100m, thậm chí còn phát ra tín hiệu hồng ngoại hay phản xạ sóng radar như thật, nhằm đánh lừa phương tiện trinh sát công nghệ cao. Quân chủng không quân cũng đã tiến hành so sánh mô hình tiêm kích Su-30 khi bơm căng với một máy bay chiến đấu thực sự, và kết quả là rất khó để có thể xác định được đâu là máy bay thật, đâu là máy bay giả. Nếu chỉ dựa vào các bức ảnh thám không được chụp từ vệ tinh hay máy bay trinh sát, lợi ích của các loại vũ khí này là khiến đối phương lãng phí bom đạn hỏa lực khi họ tấn công các mục tiêu giả, không có giá trị. Đơn cử như mỗi lần mất một quả tên lửa 2 triệu đô để bắn vào trận địa vũ khí bơm thì chẳng biết mấy chốc mà khánh kiệt nền kinh tế của đối thủ. Trong khi đó, lực lượng thật lại tập kích ở một khu vực hoàn toàn khác sẽ khiến quân địch bất ngờ, không kịp ứng phó. Theo trang quân sự Sina của Trung Quốc, việc sử dụng vũ khí ngụy trang là một chiến thuật đáng nể trong lịch sử quân sự thế giới, có thể gây nhầm lẫn cho kẻ thù, giảm bớt tỷ lệ tổn thất của thiết bị chiến trường, đồng thời còn đánh lừa được trinh sát tình báo của bên kia và che giấu mục đích chiến lược thật sự. Đó là điều quân đội Việt Nam đang làm rất tốt trời. Tờ báo của Nga đánh giá, các sản phẩm của Việt Nam có bề ngoài giống đến kinh ngạc. Trong chiến tranh hiện đại, nó khiến đối phương tốn rất nhiều nỗ lực, tiêu diệt nhầm mục tiêu giả, nâng cao khả năng sống sót của các mục tiêu thật. Họ còn tỏ ra khâm phục tài năng và trí tuệ của các kỹ sư quân sự Việt Nam khi có thể sản xuất được các hệ thống vũ khí ngụy trang bằng cao su, có hình dáng bên ngoài rất giống các loại vũ khí nổi tiếng của nước này như Su-300MK2 và S-300PMU-1. Một số chuyên gia trong nước nhận định, những phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp khí ngụy trang này chắc chắn có sự góp phần không nhỏ với các ý tưởng đến từ lĩnh vực tư nhân. Rất nhiều tư nhân đã cho ra lò những thành phẩm hoàn hảo như ô tô, trực thăng, thậm chí là nhà lầu biệt phủ chủng loại thứ hai là pháo phòng 06 nòng AK-630 là loại pháo cao tốc, tự động xoay nòng, mang 6 nòng cỡ nòng 30mm. Tuy nó được thiết kế với nhiệm vụ chủ yếu là phòng không, nhưng với tốc độ bắn 5.000 viên một phút cùng khả năng xoay 360 độ AK-630 có thể tiêu diệt các mục tiêu như tàu thuyền, máy bay, tên lửa chống hạm và các mục tiêu rất phức tạp khác. Pháo phòng không AK-630m2 do Việt Nam sản xuất sau khi mua bản quyền thiết kế của Nga, được cho là bản nâng cấp vượt trội so với dòng AK-630. Đó là một quá trình nỗ lực nghiên cứu kéo dài suốt từ năm 2013. Loại pháo này là vũ khí tiêu chuẩn, được trang bị trên chiến hạm Gepard và tàu tên lửa Monia của Hải quân Việt Nam với tốc độ lên tới 10.000 phát một phút. Với tốc độ bắn này, khẩu AK-630m2 đủ tạo ra một màn lửa để hủy diệt mục tiêu. Loại đạn 30mm của pháo cũng đã được Việt Nam chế tạo thành công, giúp quân đội có thể khai hỏa thoải mái khi cần. Thứ ba là súng trường bắn tỉa hạng nặng OSV-96. Đây là một loại súng bắn tỉa hạng nặng mà nhà máy Z111 hoàn toàn tự sản xuất được với cái tên SBT-12M1 sau khi mua giấy phép thiết kế của Nga. Đây là mẫu súng bắn tỉa công phá với uy lực rất lớn, nhờ sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm. Với hàng loạt chi tiết tinh vi, đòi hỏi công nghệ sản xuất rất cao, nên việc Việt Nam hoàn toàn tự sản xuất được đã khiến truyền thông thế giới khá bất ngờ. Theo thông số kỹ thuật trong catalog vũ khí xuất khẩu của công ty của Nga thì súng có chiều dài tổng thể là 1.746mm, với nòng dài 1.000mm,
trọng lượng rỗng khi chưa lắp kính ngắm quang học 12,9 kg. Khẩu súng bắn tỉa này có nòng gắn tự do, sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thoi nạp đạn xoay phổ biến. Trong trạng thái hành quân, USV-96 có thể gấp gọn lại để tiết kiệm không gian, nhưng sẽ rất nhanh chóng quay lại chế độ chiến đấu chỉ thông qua một vài thao tác tháo lắp đơn giản. Hộp tiếp đạn của USV-96 có sức chứa 5 viên. Bộ phận loa che lửa đầu nòng thiết kế khá độc đáo, có tác dụng làm giảm lực giật và tăng độ trụ. Đầu đạn bắn đi từ USV-96 đạt sơ tốc đầu đạn là 860 m/s, tầm bắn hiệu quả 900 m vào ban đêm và lên tới 2000 m vào ban ngày. Nếu tích hợp thêm kính ngắm quang điện tử chuyên dụng, động năng của đầu đạn có thể xuyên thủng thép dày 20 mm từ cự ly 700 m, nên USV-96 thường được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu phá hủy trạm radar, trung tâm điều khiển, hệ thống cảm biến hoặc các loại xe bọc thép hạng nhẹ. Vũ khí thứ tư mà chúng mình muốn kể đến đó là hỏa thần diệt tăng RPG-29 made in Việt Nam. Việt Nam đã làm chủ công nghệ để sản xuất hàng loạt súng chống tăng RPG-29 và được đặt định danh trong nước là SCT-29. Theo nhiều nguồn tin, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực nguy hiểm này từ khoảng năm 2014. Súng chống tăng RPG-29 nguyên gốc do Liên Xô sản xuất và được sử dụng trong biên chế nước này từ năm 1989 tới nay. Việt Nam đã nhập số lượng lớn súng này và mua giấy phép để sản xuất trong nước. Phiên bản RPG-29 do Việt Nam sản xuất có tên gọi là SCT-29. Ngoài việc tự sản xuất được súng, chúng ta còn tự sản xuất được đạn và đặt định danh là DCT-7, ra đời để thay thế rồi RPG-7 và RGB-16. Súng chống tăng RPG-29 do Liên Xô phát triển, được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay tại chiến trường Syria. RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân Syria khiến Nga và Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ, RPG-29 được coi là hỏa thần đáng sợ, có thể phá hủy các loại xe tăng hiện đại, bao gồm cả M1A2 Zaham lẫn T-90A của Nga. Độ cơ động cao, dễ sử dụng, lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng, khiến cho RPG-29 tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông, RPG-29 diệt cả vua tăng MK4. Do đó, đây là loại vũ khí chống tăng nằm trong top bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen. Với kích cỡ trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác, cũng như bắn từ trên vai người lính. Tổ tác chiến của RPG-29 từ 2 tới 3 người. Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1 phút 38, với độ phóng đại là 2,7 lần. Kính nhìn D1 PN512, súng chống tăng RPG-29 được trang bị hai loại đạn, gồm đạn xuyên giáp liều đúc PG-29V và đạn nhiệt áp TBG-29V. Trong đó, đạn PG-29V chuyên dùng chống xe tăng bọc giáp phản ứng nổ. Đạn PG-29 gồm hai đầu đạn. Đạn lõm phía trước cỡ 64mm chịu trách nhiệm phá giáp cảm ứng nổ gắn trên xe tăng. Đầu đạn thứ hai cỡ 105,2mm xuyên giáp chính của xe. Vì thế, hầu như các loại xe tăng ít có cơ hội thoát hiểm nếu bị RPG-29 bắn trúng. Và cuối cùng trong năm danh sách vũ khí tối tân này, chúng ta sẽ cùng bàn tới máy bay không người lái. Máy bay chiến đấu có người lái hiện đại là không hề đơn giản. Nếu lao vào đầu tư sẽ rất lâu mới có thể đuổi kịp được những siêu cường hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam đã quyết định chuyển hướng sang loại máy bay quân sự không người lái hạng nhẹ, với rất nhiều ưu điểm trong tác chiến hiện đại. Tất nhiên là chúng phải hoàn toàn vượt trội so với các mẫu UAV M96 và M96G cũng do chính tay người Việt thiết kế, chế tạo từ năm 1996. Trong những năm gần đây, rất nhiều UAV Việt Nam tự sản xuất đã ra đời, mà điển hình là những UAV quân sự do Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân sản xuất. Tương đối nổi bật là mẫu UAV-2 được thiết kế và trình làng vào năm 2013, với hai động cơ phản lực, sải cánh 2,8m, chiều dài thân là 2,5m, tốc độ lên tới 350 km/h, bán kính hoạt động là 100 km, trần bay tối đa 8000m. UAV-2 nặng 38 kg khi nạp đủ nhiên liệu với thời gian hoạt động tối đa là 45 phút. Sau đó, với sự nâng cấp mạnh mẽ, dòng UAV-3 ra đời, sử dụng động cơ phản lực thế hệ mới cho tốc độ cận âm, thể tích bình nhiên liệu lớn hơn, giúp thời gian bay lâu hơn. Nó có tổng khối lượng lên tới 70 kg khi nạp đủ nhiên liệu. Viện hàng không vũ trụ của tập đoàn Viettel cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Dòng UAV do họ chế tạo có sải cánh 3,3m, khối lượng 26 kg, vận tốc đạt tới 150 km/h, cự ly hoạt động 50 km. Nó có khả năng hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới 10 độ C, trinh sát bằng camera hồng ngoại Full HD, giúp tạo ra những cảnh quay sắc nét ngay cả vào ban đêm, đồng thời cho phép nhận dạng đối tượng từ khoảng cách 600m. Cuối năm 2013, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố 5 mẫu UAV, trong đó loại lớn nhất có tầm hoạt động là 100 km, trần bay 3 km, tốc độ tối đa là 180 km/h, thời gian bay trên 6 giờ bất kể điều kiện ngày đêm.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu tin hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục nghiêm trọng. Nước lũ trên 4 con sông lớn của tỉnh đã tràn bờ. Ngoài việc gây ngập cho các cánh đồng lúa, nhiều ngôi làng cũng bị nước lũ nhấn chìm và mất liên lạc. Truyền thông Trung Quốc cho biết, do lượng mưa lớn trong nhiều ngày, nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo vào ngày 1 tháng 9 và nước lũ đã hình thành trên 4 con sông lớn như Mậu Đơn, Lạp Lâm, Kiến Hà và Nhã Lỗ. Tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất về rủi ro thiên tai thảm họa địa chất và mưa bão. Đồng thời ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt của thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh này cũng được nâng lên cấp 1. Tính đến 8 giờ sáng ngày 31 tháng 8, tổng cộng 63 hồ chứa ở Cáp Nhĩ Tân phải vận hành cao hơn giới hạn lũ từ 0,3 đến 4,81m và mực nước của 12 trạm cảnh báo trên 9 con sông đã vượt mức cảnh báo từ 0,4 đến 2,47m. Cơ quan quản lý ứng phó khẩn cấp tỉnh Hắc Long Giang thông báo cho biết, kể từ 3 ngày trước, 21 huyện, thành phố của 4 thành phố Cáp Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang, Y Xuân và Tề Tề Cáp Nhĩ của Hắc Long Giang đã phải hứng chịu mưa đá và lũ lụt nghiêm trọng. Tại những vùng lũ đi qua, nhiều nơi bị mất điện, nước, nhiều ngôi nhà ven sông bị nước nhấn chìm và nhiều người dân đã được sơ tán đến khu vực an toàn. Một đoạn video của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố cho thấy, nhiều nơi bị ngập lụt nghiêm trọng như thành phố Thượng Trí, Ngũ Thường, các cánh đồng lúa bị ngập nước, một số ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc bị ngập trong biển nước. Các chuyên gia của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, so với quá trình mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc, tính đối lưu của thời tiết ở khu vực Đông Bắc diễn ra mạnh hơn. Ngoài lượng mưa lớn ngắn hạn, còn kèm theo dông, gió giật mạnh và mưa đá, thậm chí có thể có lốc xoáy cục bộ, đồng thời kêu gọi người dân cần tăng cường cảnh giác và đề phòng. Sau khi siêu bão số 3 đổ bộ vào Trung Quốc vào thứ 6 tuần trước, dư âm của nó vẫn mang đến những trận mưa kỷ lục kéo dài, khiến tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc, nhấn chìm đường xá, công trình và nhà ở của nhiều người dân. Dư âm của siêu bão số 3 đã dẫn đến tình trạng lở đất và lũ lụt nghiêm trọng xuất hiện tại nhiều thành phố phía Bắc Trung Quốc, nhấn chìm đường xá, công trình và nhà ở của nhiều người dân. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong lũ lụt ở một thành phố gần Bắc Kinh, theo các quan chức cho biết hôm thứ Bảy, nâng số người chết vì mưa bão gần đây ở miền Bắc Trung Quốc lên ít nhất 30 người. Nhiều trường hợp vẫn còn mất tích, hàng nghìn người phải sơ tán do ngập lụt. Kể từ tối ngày 30 tháng 8, chính quyền các địa phương đã đưa ra lời cảnh báo đối với người dân về khả năng gia tăng của thời tiết khắc nghiệt, bao gồm những hiện tượng như lốc xoáy và mực nước lũ dâng cao. Tại một số khu vực, lượng mưa ghi nhận có thể đạt hơn 100mm trong vài giờ. Tại Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, mưa lớn trút xuống thành phố khiến mực nước sông dâng cao. Nhiều cánh đồng bị ngập nước, dân làng ở vùng trũng đều phải sơ tán theo yêu cầu của nhà chức trách. Lũ lụt trên diện rộng khiến nông nghiệp và công nghiệp Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, Hắc Long Giang vốn được coi là kho lương thực của Trung Quốc với sản lượng lúa, ngô và đậu tương lớn nhất nước đang đứng trước nguy cơ mất trắng hoa màu do lũ lụt nhấn chìm hàng trăm diện tích đất trồng. Gần 1 triệu người ở tỉnh Hà Bắc phía Bắc Trung Quốc đã phải di rời sau khi hứng chịu trận mưa kỷ lục. Trong khoảng thời gian một tuần kể từ cuối tháng trước, khu vực với tổng dân số 110 triệu người đã trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 6 thập kỷ, với Hà Bắc, đặc biệt là quận Bảo Định, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, chính phủ Trung Quốc ngày nay đã dành thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và vùng Đông Bắc Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp, Trung Quốc đã chi 520 triệu nhân dân tệ lấy từ Quỹ Cứu trợ Thiên tai để hỗ trợ cho các vùng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3. Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi thời tiết khắc nghiệt trong những tháng gần đây, từ những đợt nắng nóng kỷ lục cho đến lũ lụt chết người. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, 142 trường hợp tử vong hoặc mất tích được ghi nhận trong tháng trước là do lũ lụt hoặc thiên tai địa chất. Chính phủ Trung Quốc đã ghi nhận ít nhất 30 người chết vì mưa lũ ở thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lân cận. Theo The Economic Times, Chính phủ Trung Quốc ngày 1 tháng 9 đã ghi nhận thêm 10 trường hợp tử vong vì mưa lũ tại thành phố Bảo Định, cách Bắc Kinh 150 km. Hơn 600.000 người trên tổng số 11,5 triệu cư dân của thành phố này đã phải sơ tán. Hiện tại, tổng số người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Bắc Trung Quốc đã nâng lên ít nhất 30 trường hợp. Ngoài ra, có 18 người mất tích. Bão số 3 đổ bộ vào thứ 6 tuần trước, mang theo những trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 140 năm qua, khiến miền Bắc Trung Quốc chìm trong nước lũ. Ở thủ đô Bắc Kinh, những cảnh báo về nguy cơ sạt lở vẫn đang được duy trì.
mưa bão cũng ảnh hưởng tiêu cực tới các tỉnh giáp biên giới Nga và Triều Tiên. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết đã có 147 người thiệt mạng và mất tích vì thời tiết cực đoan ở nước này vào tháng trước. Trước thời gian mưa bão, Trung Quốc đã phải trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục vào 2 tháng qua. Thủ đô Bắc Kinh và Trung Quốc vừa chứng kiến trận mưa lớn nhất trong 140 năm qua, với những ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt trên diện rộng. Cuối tuần này, các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ đã được tiến hành khẩn trương trên quy mô lớn nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Trước tình hình Bắc Kinh hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua, các chuyên gia cảnh báo Trung Quốc cần tăng cường hệ thống giám sát thời tiết và thủy văn. Trước số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan dự kiến sẽ gia tăng do biến đổi khí hậu, những trận mưa như chút ở thủ đô của Trung Quốc gây ra lũ lụt chết người đã phá vỡ nhiều kỷ lục khí tượng. Theo cơ quan khí tượng Bắc Kinh, một trạm ở quận Trường Bình phía Tây Bắc đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm từ thứ Bảy đến thứ Tư, cao nhất kể từ năm 1891. Tuy nhiên, Lâm Thành thuộc tỉnh Hà Bắc lân cận có lượng mưa lớn nhất với 1.003m rơi vào giữa thứ Bảy và thứ Hai. Con số đó tương đương với tổng lượng mưa của 2 năm trong khu vực. Lượng mưa trên toàn khu vực cũng cao kỷ lục, với lượng mưa hàng ngày được ghi nhận bởi 4 trạm khí tượng ở Bắc Kinh và 10 trạm ở Hà Bắc, vượt quá mức tối đa trong lịch sử. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, trong đợt mưa lớn ở Bắc Kinh, dữ liệu từ hơn 100 trạm khí tượng tự động trong thành phố đã bị gián đoạn do sự cố về điện hoặc trạm. Do vậy, các trạm đã phải sử dụng thêm thông tin vệ tinh và radar để xác định lượng mưa. Thiệu Tôn, nhà khí học tại Đại học California, Mỹ cho biết đây là trận mưa lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc kể từ năm 1964, vượt qua trận lũ năm 2012 khiến 79 người thiệt mạng và 1,6 triệu người bị ảnh hưởng. Ông cũng cho biết những trận mưa như chút trực tiếp gây ra bởi tác động kết hợp của cơn bão số 3 và một áp cao cận nhiệt đới ở miền Bắc Trung Quốc. Bão số 3 và áp cao cận nhiệt đới hình thành kênh vận chuyển hơi nước theo hướng Bắc Nam ở miền Đông Trung Quốc. Sau đó, khi gặp phải các chướng ngại vật của dãy núi Thái Hành và Yên Sơn, nó đã gây ra lượng mưa lớn. Sự hình thành của bão số 4 sau đó cũng vận chuyển một lượng lớn hơi ẩm đến miền Bắc Trung Quốc, dẫn đến hiện tượng thời tiết chưa từng có và phá nhiều kỷ lục. Các chuyên gia cho biết, kể từ đầu thế kỷ 21, số lượng các trận mưa lớn đã tăng lên ở miền Bắc Trung Quốc. Xem xét các mô hình lịch sử, trong những năm 1950 đến năm 1970, vành đai mưa chính tập trung ở miền Bắc Trung Quốc, sau đó chuyển sang miền Nam Trung Quốc vào những năm 1980 và 1990. Kể từ đầu thế kỷ 21, vành đai mưa chính lại dần dịch chuyển về phía Bắc. Từ góc độ lịch sử, miền Bắc Trung Quốc hiện đang trải qua thời kỳ lượng mưa lớn gia tăng, dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và lũ lụt gia tăng đáng kể. Thiệu Tôn giải thích, Trung Quốc cần phải làm gì? Theo các chuyên gia, điều quan trọng đối với cơ quan khí tượng thủy văn là nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo. Song song đó, các thành phố cũng phải nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Trương Kiến Vân, cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Thủy lực Nam Kinh, phát biểu trong một hội thảo trực tuyến hôm thứ Tư rằng Trung Quốc nên tăng cường nghiên cứu về cơ chế của những cơn mưa bão cực đoan và cải thiện độ chính xác của dự báo thời tiết. Ông cho biết đặc biệt cần phải tăng cường giám sát và cảnh báo thủy văn của quốc gia. Nhiều trạm thủy văn của chúng tôi ở vùng nông thôn và trong tình trạng tồi tàn. Khi lũ về, trạm có thể bị cuốn trôi ảnh hưởng đến các thiết bị quan trắc, báo cáo thông tin, ông nói. Trương Kiến Vân là người đứng đầu nhóm chuyên gia do Quốc vụ Viện tổ chức để điều tra sự kiện lũ lụt tàn khốc ở thành phố miền Trung Trịnh Châu vào năm 2021, khiến 398 người chết và mất tích. Báo cáo của nhóm được công bố vào tháng 1 năm 2022, kêu gọi các cơ quan chức năng tăng cường quản lý tổng hợp cảnh báo và ứng phó sớm, đồng thời nâng cao năng lực của các thành phố trong việc ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ thiên tai. Vấn đề ngày càng trở nên quan trọng khi nghiên cứu cho thấy rằng các vùng có độ cao lớn có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng mưa cực đoan do sự nóng lên toàn cầu. Thiệu Tôn cho biết, người ta dự đoán rằng cường độ mưa cực lớn ở các vùng có độ cao lớn sẽ tăng với tốc độ gần gấp đôi so với các vùng có độ cao thấp. Cứ mỗi lần nhiệt độ tăng 1 độ C, cường độ mưa cực lớn ở các vùng có độ cao lớn được dự đoán sẽ tăng khoảng 15%. Nhóm của ông đã tìm thấy trong một nghiên cứu năm 2020 rằng Bắc Kinh nằm trong số 6 thành phố ở miền Đông Trung Quốc có nguy cơ ngập úng cao nhất. Những phát hiện này nhấn mạnh những thách thức lớn mà các thành phố ở miền Bắc Trung Quốc gặp phải do hệ thống thoát nước kém, mạng lưới sông ngòi hạn chế và quy hoạch không gian xanh đô thị không phù hợp, khiến chúng rất dễ bị lũ lụt nghiêm trọng trong các trận mưa lớn bất ngờ. Thiệu Tôn kết luận, theo The Paper, sau khi thức giấc vào sáng ngày thứ Hai, Châu Trấn Văn ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc thức dậy và thấy nhà mình ngập nước, tủ lạnh, TV, ghế sofa, dụng cụ rửa xe đều bị ngâm trong nước. Bị ảnh hưởng bởi siêu bão số 3, từ 8 giờ ngày thứ Bảy, Trác Châu liên tục mưa.
đặc biệt trong vài ngày qua, khi thủ đô Bắc Kinh chịu lượng mưa kỷ lục trong vòng 140 năm, thì các con sông ở thành phố Trác Châu nằm phía tây nam Bắc Kinh đã nhận một lượng mưa lớn từ Bắc Kinh, biến Trác Châu thành khu vực ngập lụt nặng nhất thời điểm hiện tại. Cả khu chợ bị vây khốn trong nước lũ. Sau khi nhận được thông tin kêu gọi hỗ trợ từ Trác Châu, các đội cứu hộ đã ngay lập tức giải cứu người dân vùng lũ. Thuyền cứu hộ tiến vào một khu chợ lớn với cảnh tượng nước chảy đục ngầu, túi ni lông và vỏ chai nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều mái nhà hàng quán ven đường nhấp nhô ngang mực nước, những chiếc ô tô bên đường chìm hẳn trong nước lũ, xuồng cứu hộ nhiều lần loạng choạng vì lỡ đi qua nóc ô tô. Dọc đường vào chợ, người người kêu cứu, có người ngồi bên cửa sổ, có người trên mái nhà, có người trên nóc xe tải. Anh Trần Khang, 45 tuổi, kể từ ngày thứ Bảy, Trác Châu mưa rất to, đến 20 giờ ngày thứ Hai mưa tạnh. Nhưng nửa tiếng sau, nước từ phía Bắc tràn vào, cống liên tục phun nước lên. Lúc này anh mới chột dạ vội thu dọn quần áo sữa của đứa cháu 1 tuổi rưỡi chuẩn bị rời chợ. Nhưng anh không ngờ vừa lên xe thì không nổ máy, nước cũng tràn vào giày, anh không còn cách nào khác là xuống xe chạy lên xe tải chở hàng. Sau đó, cả một đêm anh và cháu trốn lũ trên chiếc xe này nhưng anh vẫn cảm thấy bất an dù ở trên chiếc xe tải cao hơn 1 mét. Đến 4 giờ sáng, nước đã ngập đến đầu gối, 11 giờ trưa thì nước ngập đến thắt lưng. Dòng nước chảy xiết và đầy xoáy nước bao quanh xe tải. Đến chiều hôm thứ Ba, Trần Khang và cháu được đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn. Những ngày qua, rất nhiều nơi ở Trác Châu trở thành hòn đảo bị cô lập do mực nước dâng cao nhanh. Khu dân cư Thủy Thượng Nhân Giai với 458 hộ gia đình bị ngập nặng. Hôm thứ Hai sau khi nhà xe bị sập đã hình thành một cái hố rộng khoảng 100m², sâu 4-5m. Tạ Dũng, một cư dân kể lại rằng nước lũ tràn qua khu vực sụt lún, tấn công bao vây chung cư. Điện thoại di động của Tạ Dũng đã sử dụng được hơn một ngày và thỉnh thoảng anh phải tắt nguồn để tiết kiệm pin. Tôi thậm chí không thể kết nối Internet và cũng không thể gọi điện thoại. Đến cuối giờ chiều ngày thứ Hai, Tạ Dũng hốt hoảng di chuyển lên tầng 2 nhưng nước cũng dâng lên quá nhanh và anh bị mắc kẹt trên tầng này. May mắn sau đó anh và nhiều người khác sang được tòa văn phòng nhỏ trong khu dân cư. Nước lũ thì cứ 1 giờ tăng lên khoảng 5cm. Tạ Dũng đã nhìn thấy đội cứu hộ đi ngang qua tòa nhà nhiều lần. Nhưng đội cứu hộ cho biết họ đang đi giải cứu những trường hợp nghiêm trọng hơn. Thái Thanh, một cư dân sống ở tầng 1, cũng bị mắc kẹt. Đến sáng thứ Ba, mưa ngớt nhưng mực nước vẫn chưa rút, tầng 2 sắp bị ngập. Cô nhìn thấy vài người đeo phao bơi ra ngoài. Vì không biết mình sẽ bị mắc kẹt nên gia đình cô đã không chuẩn bị thức ăn trước. Trong nhà chỉ còn một gói mì tôm dành cho các con. Cô gửi con ở nhà hàng xóm tầng trên, còn vợ chồng cô tạm thời ở tạm ngoài hành lang. Quách Vi, một hướng dẫn viên du lịch, đã tạm trú trên tầng 6 của một khách sạn ở làng Vĩnh Lạc, Trác Châu, 2 ngày liền. Nói về làng Vĩnh Lạc, cô nói, tình hình ở đó rất tồi tệ. Mùa này, ngô ngoài ruộng đã cao gần bằng đầu người, nhưng bây giờ đã bị ngâm nước hoàn toàn. 30 đến 40 năm rồi, chưa bao giờ thấy nước lớn như vậy, Quách Vi nói. Chiều hôm thứ Hai, nước sông chưa lên đến cầu. Người dân ai nấy đều nghĩ rằng năm nào cũng vậy, mưa có lớn thì nước cũng sẽ rút sau 2 đến 3 ngày, nhưng lần này thì khác. Theo đội cứu hộ Lam Thiên, tình hình hiện tại của Trác Châu vẫn rất nguy hiểm. Do nước lũ hiện thoát chậm nên công tác chống lũ cứu nạn khu vực này dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Vào hôm thứ Tư, vẫn có lượng mưa gần 70mm ở phía Tây Bắc Hà Bắc. Điều này có thể làm tăng tình hình kiểm soát lũ lụt ở Trác Châu. Do đó, tình hình chung ở Trác Châu rất nghiêm trọng và các đội cứu hộ cần chuẩn bị cho các cuộc giải cứu kéo dài nhiều ngày. Theo trang tin Sina Trung Quốc, mưa lớn liên tục vào ngày thứ Hai do bão số 3 đã phá hủy hệ thống điện và nước ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, đồng thời làm sập khách sạn Sitan Bắc Kinh, một khách sạn sang trọng hàng đầu ở thủ đô Trung Quốc có giá 10.000 nhân dân tệ. Tối hôm thứ Hai, một giáo viên của Học viện Múa Bắc Kinh đã phải kêu cứu trên mạng xã hội Douyin. Tôi ở khách sạn Sitan Bắc Kinh, ai đó có thể giúp tôi không? Tôi đang ở khách sạn Sitan Bắc Kinh thuộc quận Môn Đầu Câu. Do trời mưa lớn ở Bắc Kinh nên đường đã bị nước lũ chia cắt. Tôi không biết ô tô của tôi đang ngập nước hay đã bị cuốn trôi. Tình hình hiện tại ở khách sạn là không điện, không nước nóng, tôi muốn về nhà. Theo trang Sina, khách sạn Sitan Bắc Kinh bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái. Tọa lạc tại làng Dương Nguyên có lịch sử hàng nghìn năm gần chùa Tân Chiết ở Môn Đầu Câu. Bắc Kinh là thành viên duy nhất của Liên minh khách sạn và nhà hàng sang trọng Sitan ở miền Bắc Trung Quốc. Khách sạn Sitan Bắc Kinh được coi là khách sạn sang trọng nhất ở ngoại ô Bắc Kinh. Theo giới thiệu chính thức của khách sạn, cảnh quan của Sitan Bắc Kinh được thiết kế bởi nghệ nhân làm vườn Nhật Bản Nomura Kanji và Suning Garden.
chi phí lên tới 800 triệu nhân dân tệ, khoảng 2.657 tỷ Việt Nam đồng và mất 8 năm mới hoàn thành. Tuy nhiên, một năm sau khi khai trương, khách sạn Sitan Bắc Kinh đã gặp phải trận bão lũ ngàn năm có một. Theo trang Sina, các cư dân mạng đã than thở rằng bão lũ đã cuốn trôi ít nhất 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 330 tỷ Việt Nam đồng khỏi khách sạn Sitan Bắc Kinh. Trong những bức ảnh được cư dân mạng đăng tải có thể nhìn thấy những bức tường vỡ nát trong mưa gió, những mảng trần thạch cao rơi xuống sàn gỗ và bể bơi vô cực lộ thiên đầy bùn đất. Một video khác do một cư dân mạng đăng tải cho thấy con đường núi dẫn vào khách sạn đã bị nước lũ chia cắt. Khi nước lũ màu vàng nâu rút dần, khách sạn và những vị khách trở thành nhân vật chính của cuộc giải cứu. Theo trang tin Sina, sau khi bị tàn phá bởi bão lũ, khách sạn Sitan Bắc Kinh đã tạm dừng cho đặt phòng trên các nền tảng du lịch trực tuyến. Trước đây, giá phòng của Sitan Bắc Kinh dao động từ 6.000 đến 10.000 yên, khoảng 19,8 triệu đến 33 triệu Việt Nam đồng, ngang ngửa với các khách sạn xa hoa bậc nhất ở Bắc Kinh như Bangkari Bắc Kinh, Vương Phủ Tỉnh, Quan Thoại Phương Đông và Cung Điện Mùa Hè. Lily, một nhân viên từng làm việc tại khách sạn Alila Sugar House, cho biết đây chưa phải là điều tồi tệ nhất và quá trình tái thiết sẽ diễn ra vô cùng chậm chạp. Lily với kinh nghiệm phong phú cho biết thêm, việc bơm nước xử lý đồ đạc, tài liệu bị ngâm nước trong nước và bù đắp một số tổn thất cũng như tìm đồ thay thế cho những vật trưng bày đắt tiền đó là điều không dễ dàng. Cùng thời điểm đó, những mối nguy hiểm do bão số 3 đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau tại Bắc Kinh. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, vào chiều hôm thứ Hai, trận mưa xối xả ở quận Môn Đầu Câu của Bắc Kinh đã khiến hai người thiệt mạng và thi thể của họ đã được tìm thấy trên sông. Theo các bản tin của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, khoảng 5.000 người đã được di chuyển khẩn cấp khỏi khu vực miền núi của quận Môn Đầu Câu. Ngoài ra, mực nước sông Yongding dâng cao đã làm ngập nhiều con đường, cuốn trôi vài ngôi nhà và xe cộ. Một cây cầu ở quận Phượng Đài bị nước lũ cuốn trôi. Thưa quý vị, theo tờ Tân Hoa Xã, 2 giờ 33 phút ngày 1 tháng 9 theo giờ Trung Quốc, một trận động đất 5,5 độ Richter xảy ra ở quận Bình Nguyên thuộc thành phố Đức Châu, phía đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người bị thương. Văn phòng ứng phó khẩn cấp của tỉnh Sơn Đông cho biết thêm, tổng cộng có 74 tòa nhà ở tâm chấn bị sập với ít nhất 52 cơn dư chấn, trong khi giao thông, thông tin liên lạc và cung cấp điện vẫn bình thường. Giới chức khẳng định không có vụ rò rỉ nào được phát hiện tại các đường ống dẫn dầu và khí đốt. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 và cử một đội đến tỉnh Sơn Đông để chỉ đạo công tác cứu hộ. Cấp độ 4 là mức ứng phó thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp động đất 4 cấp của Trung Quốc. Trận động đất có thể được cảm nhận ở tận các thành phố Bắc Kinh và Thiên Tân, cũng như ở Thượng Hải, cách tâm chấn khoảng 800 km. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đo trận động đất ở tỉnh Sơn Đông mạnh 5,4 độ Richter và ở độ sâu 10 km, theo AFP. Động đất không phải hiếm gặp ở Trung Quốc nhưng rất ít xảy ra ở miền đông nước này, nơi tập trung đông dân cư và các thành phố lớn. Một quan chức từ Cục Địa chấn Sơn Đông cho hay khả năng xảy ra động đất lớn hơn là rất nhỏ. Trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khiến ít nhất 20 người bị thương và 100 ngôi nhà bị hư hại. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 33 phút sáng ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương tại quận Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, ở độ sâu 10 km. Tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, tổng cộng 126 ngôi nhà bị sập và 20 người bị thương nhẹ do động đất. Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Sơn Đông xác nhận một số chuyến tàu cũng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận động đất. Những hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy nhiều người dân Đức Châu sợ hãi chạy ra ngoài sau trận động đất và ngồi trên vỉa hè trong bóng tối chờ đợi lực lượng cứu hộ. Các clip được chia sẻ trên mạng cho thấy những bức tường bị nứt, gạch đá rơi xuống lòng đường. Theo China Daily, Văn phòng ứng phó khẩn cấp động đất Trung Quốc đã cử các nhóm làm việc và cứu hộ đến Sơn Đông để hướng dẫn chính quyền địa phương và hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ động đất. Theo ông Liu Xikang, Phó Giám đốc Cục Động đất Sơn Đông, chưa từng có trận động đất nào mạnh hơn 5 độ Richter xảy ra ở đây trong lịch sử. Khả năng xảy ra một trận động đất lớn hơn sau trận động đất này là rất thấp. Ông nói thêm, sáng sớm ngày 31 tháng 8, một trận động đất xảy ra tại huyện Bình Nguyên, Đức Châu, Sơn Đông khiến nhiều người bị thương và hư hại nhà cửa. Cục Địa chấn thành phố Bắc Kinh cho biết, trận động đất có cảm nhận được ở hầu hết các khu vực của thành phố. Cư dân mạng ở Thiên Tân, Hà Nam, Hà Bắc và những nơi khác bày tỏ rằng họ cảm thấy trận động đất mạnh mẽ và rất sợ hãi. Đo lường mạng lưới địa chấn của Trung Quốc vào lúc 2 giờ 33 phút ngày 31 tháng 8, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bình Viễn, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, có vị trí 37,16 độ vĩ Bắc, 116,34 độ kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km.
Vào lúc 3 giờ 02 phút, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter xảy ra với độ sâu tiêu cự là 9 km. Trận động đất thường được cảm nhận trên khắp tỉnh Sơn Đông, theo báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc. Tính đến 8 giờ ngày 31 tháng 8 đã ghi nhận tổng cộng 59 dư chấn, tổng cộng có 8 trận động đất từ 3 độ trở lên xảy ra trong phạm vi 200 km quanh tâm chấn trong 5 năm qua. Và trận động đất lớn nhất là trận động đất này. Ông Hong ở Ngọc Lâm, Sơn Đông nói với phóng viên của Epoch Times rằng một trận động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 8, Ngọc Lâm cách huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông hàng chục km. Một nhân viên chuyển phát nhanh ở Hapland, bang Texas cho biết trận động đất khiến một số ngôi nhà bị sập và một số người bị thương. Chuyển phát nhanh là tốt, khi Liu Jidan báo cáo rằng tính đến 7 giờ ngày 31 tháng 8, tổng cộng 126 ngôi nhà đã bị sập và 20 người bị thương nhẹ trong khu vực động đất. Theo tin tức của CCTV cho biết, tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 8, Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Bình Nguyên đã tiếp nhận tổng cộng 21 ca chấn thương liên quan đến động đất, hầu hết là chấn thương ngoài da, chảy xước và chấn thương đầu. Phương tiện truyền thông Lu đưa tin rằng trận động đất ở quận Bình Nguyên, Đức Châu được cảm nhận mạnh mẽ ở Tế Nam và người dân đã xuống tầng dưới để tránh nguy hiểm. Người dân kể lại khoảnh khắc xảy ra động đất, trận động đất mạnh đến nỗi ngôi nhà rung chuyển và đèn bị gãy. Hiện lũ lụt ở miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang gây ra muôn vàn khó khăn cho người dân. Một trận động đất đã xảy ra ở huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu vào sáng sớm và nhiều cư dân mạng đã than thở. Người dân Đức Châu không nên ngủ qua đêm. Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông, theo ghi chép của mạng lưới động đất mạnh Bắc Kinh. Cường độ tối đa theo thiết bị của trận động đất này là cấp 3, người ta có thể cảm nhận được ở quận Thông Châu và hầu hết thành phố. Cư dân mạng ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam và những nơi khác đều cho biết địa phương có thể cảm nhận được trận động đất. Một số cư dân mạng nói rằng họ cảm thấy trận động đất mạnh mẽ. Tôi sợ chết khiếp. Tôi đến từ Sơn Đông và tôi thực sự muốn khóc. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy một trận động đất thật kinh khủng. Có cảm giác như hầu hết Trung Quốc thức dậy trong sợ hãi. Bắc Kinh cảm nhận được một trận động đất mạnh. Hành Thủy cảm thấy một trận động đất mạnh. Liêu Thành cảm thấy một trận động đất mạnh. Bạn cùng phòng của tôi nói rằng có một trận động đất mạnh, tôi nghĩ rằng cô ấy đang mơ. Cũng có nhiều cư dân mạng tỉnh giấc khi nhận được cảnh báo động đất trên điện thoại khi đang ngủ. Một số cư dân mạng đã đăng, khi họ nhìn thấy thông báo cảnh báo, họ đã rất choáng váng và sau đó họ thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi do sóng động đất mang lại. Có thể tất cả được an toàn vào đầu giờ ngày 31 tháng 8. Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã nhận được cảnh báo động đất và thức giấc giữa đêm. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter khác đã xảy ra ở miền Nam Đài Loan vào đầu giờ ngày 31 tháng 8. Theo thống kê từ Trung tâm ứng phó thảm họa động đất thuộc Sở Cứu hỏa Chính quyền thành phố Đài Nam, tính đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9, tổng số người chết đã lên tới 41 người, trong đó có 39 người chết ở tòa nhà vệ quan, còn 109 người mất liên lạc đang chờ cứu hộ. Theo thống kê từ Trung tâm ứng phó, tính đến 12 giờ trưa, có 497 bệnh nhân bị thương ở thành phố Đài Nam, 346 người trong số họ đã tự tìm cách điều trị y tế và 406 người trong số họ đã được xuất viện. Số người chết là 41. Báo cáo về thảm họa động đất mới nhất từ Sở Cứu hỏa thuộc Bộ Nội vụ cũng chỉ ra rằng một nam thanh niên 15 tuổi đã chết trên tầng 16 của tòa nhà G của vệ quan Kim Long. Theo báo cáo từ Thông tấn xã Trung ương, trận động đất ở miền Nam Đài Loan đã dẫn đến sự sụp đổ của tòa nhà vệ quan Kim Long ở Đài Nam, gây thương vong nặng nề. Tòa nhà 17 tầng rồng vàng vệ quan ở thành phố Đài Nam đã bị sập trong trận động đất ở miền Nam Đài Loan vào ngày 31 tháng 8. Cho đến nay, 39 người đã chết, hàng trăm người bị thương và hàng trăm người mất liên lạc vẫn đang chờ đợi để giải cứu. Thảm họa rất nghiêm trọng. Mới đây, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng trong cơn bão số 3. Ngay cả từ Cấm Thành, hơn 600 năm chưa từng bị ngập lụt cũng bị ngập lụt. Các bậc thầy phong thủy coi đây là một điểm xấu và tin rằng Tử Cấm Thành là biểu tượng của quyền lực hoàng gia và lũ lụt báo trước sự bất ổn của triều đại. Đồng thời, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã yêu cầu bảo vệ cái chết cho cái gọi là phó thủ đô, khu vực mới Hà Bắc, Hùng An. Một số học giả nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc thường tuyên bố rằng con người sẽ chiến thắng thiên nhiên và quan niệm chống lại trời này khiến nó phải cam chịu thảm họa khi thiết kế. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Bắc Kinh phải trải qua lượng mưa kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp kể từ thứ Bảy tuần trước, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận mưa lớn bắt đầu vào hôm thứ Bảy tuần trước và kết thúc vào ngày thứ Ba, kéo dài gần 4 ngày và lượng mưa ở Bắc Kinh kéo dài trong 83 giờ. Theo thống kê của Cục Khí tượng Đảng Cộng sản Trung Quốc,
lượng mưa hàng ngày của 14 trạm quan sát khí tượng quốc gia ở Hà Bắc và Bắc Kinh đã vượt quá giá trị cực trị lịch sử và lượng mưa tích lũy của 26 trạm quan sát khí tượng quốc gia vào ngày 3 đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Hình ảnh đường phố ngập nước và ô tô bị lũ cuốn trôi tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc. Ngoài ra còn có một đoạn video cho thấy ngay cả từ Cấm Thành ở Bắc Kinh, nơi không bị ngập lụt trong hơn 600 năm, nhưng ở điểm sâu nhất, nước đã tích tụ đến đầu gối, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân Trung Quốc. Một số thầy phong thủy cho rằng từ Cấm Thành bị ngập lụt và Trung Nam Hải bị phong tỏa là điểm xấu, cho thấy triều đại sẽ bất ổn. Bậc thầy phong thủy Hồng Kông Phong Thủy Hào cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông nước ngoài, nhìn Trung Quốc rằng việc Tử Cấm Thành bị ngập lụt là một dấu hiệu rất xấu, một biểu tượng của triều đại. Tử Cấm Thành, nơi chưa bao giờ bị ngập lụt trong 600 năm qua, giờ đây bị ngập lụt chỉ vì một cơn gió mạnh. Phong Thủy Hào tin rằng lũ lụt của Tử Cấm Thành là do sự tắc nghẽn của Trung Nam Hải. Ông nói rằng có một con sông trong và ngoài Tử Cấm Thành. Sông Kim Thủy bên trong chảy qua cổng Thái Hà trong Tử Cấm Thành và sông Kim Thủy bên ngoài chảy qua mặt trước của quảng trường Thiên An Môn. Nước chảy từ nội Kim Thủy đến ngoại Kim Thủy rồi đến Trung Nam Hải. Tuy nhiên, nước ở Trung Nam Hải không thể rút hết. Nước chảy ngược khiến Tử Cấm Thành bị ngập. Ông nói thêm rằng, việc Tử Cấm Thành bị ngập lụt với tư cách là nơi đặt quyền lực của hàng gia là một điềm báo lớn về sự bất ổn trong triều đại. Và người ta cho rằng sự bất ổn này có thể tiếp tục. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tử Cấm Thành bị ngập lụt. Trước khi cơn bão đến, Tử Cấm Thành đã bị ngập lụt do mưa lớn. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc People Daily Online gần đây đã đăng một bài báo nói rằng trận mưa lớn trước đó đã gây ra ngập ngắn hạn ở một số khu vực của bảo tàng cố cung. Theo bài báo, người phụ trách bảo tàng cung điện cho biết có một lượng nước ngập nghiêm trọng ở khu vực mở nằm ở phía tây của sân của cung điện Từ Bi và Hòa Bình. Nước ngập thông qua hệ thống thoát nước nhân tạo và các biện pháp khác. Người phụ trách cũng cho biết nước ở Từ Bi Cung là do trận mưa ngắn ngày quá mạnh, cho bụi trên mái nhà bị cuốn trôi xuống, cùng với một số ít chai nước suối, túi ni lông và các vật dụng khác. Những đồ lặt vặt khác do khán giả vứt bỏ, nó lao thẳng xuống mương thoát nước làm tắc cống thoát nước. Lý Nguyên Hoa, cựu giáo sư tại Đại học Sư phạm Thủ đô bày tỏ sự nghi ngờ mạnh mẽ về tuyên bố này. Lý Nguyên Hoa cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên The Epoch Times rằng Tử Cấm Thành với tư cách là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia đã được đặt dưới sự giám sát chính thức và có những hạn chế đối với dòng người. Thật nực cười nếu nước có thể bị chặn chỉ vì một vài chai nhựa. Ông nói bên cạnh đó, hệ thống thoát nước của Tử Cấm Thành được thiết kế rất tốt, trong và ngoài Tử Cấm Thành đều có sông. Một khi nước dâng, hệ thống này có thể nhanh chóng rút cạn nước, không bao giờ bị chai nhựa, khăn tắm hay quần áo làm tắc nghẽn. Lý Nguyên Hoa cũng nói rằng Tử Cấm Thành là biểu tượng của quyền lực hoàng gia và lũ lụt của nó tượng trưng cho sự bất ổn của quyền lực hoàng gia. Ông nói rằng bất kể nguyên nhân gây ra lũ lụt là gì, có thể có nhiều yếu tố và cũng có thể Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện những thay đổi ngẫu nhiên đối với Tử Cấm Thành, sử dụng cái gọi là phương pháp kỹ thuật bảo tồn nước hiện đại để thay đổi thiết kế trong quá khứ. Thiết kế của Tử Cấm Thành được thực hiện theo khái niệm về sự thống nhất giữa con người và thiên nhiên và được thiết kế để đối phó với các hiện tượng tự nhiên khác. Rất có thể có vấn đề với đường thủy ở Trung Nam Hải bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đào các đường ngầm ở Trung Nam Hải và phá hủy dự án bảo tồn nước ban đầu. Nếu kênh dẫn nước không thông suốt, nước chảy của cầu nội Kim Thủy và cầu ngoại Kim Thủy sẽ trở thành nước tù đọng. Sau trận mưa lớn, nước không thoát được sẽ khiến Tử Cấm Thành bị ngập. 600 năm không có nghĩa là không có mưa lớn. Tại sao 600 năm không có lũ lụt mà bây giờ lại bị ngập lụt? Điều này cũng chỉ ra một hiện tượng, trong đó những thay đổi ngẫu nhiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến sự sụp đổ, sức mạnh hoàng gia của nó, Lý Nguyên Hoa nói. Kính thưa quý vị, bão số 3 đã gây ra mưa lớn ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc trong những ngày gần đây. Kể từ hôm thứ Hai, thành phố Trắc Châu, tỉnh Hà Bắc là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hầu hết khu vực đô thị và nhiều thị trấn trực thuộc đã bị ngập lụt. Tình hình thiên tai còn tồi tệ hơn nhiều so với Bắc Kinh. Vào hôm thứ Ba, Sở Công an Chu Châu đã đăng một bài đăng trên blog chính thức của mình yêu cầu sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, nói rằng Chu Châu hiện đang cần một số lượng lớn thuyền để chuyển người. Toàn bộ khu vực không có nguồn cung cấp nước, một số nơi bị mất điện và nguồn cung cấp tạm thời đủ, nhưng tôi không biết nó sẽ tồn tại bao lâu. Một số tin đồn trên Internet cho rằng lũ lụt được thả đến Trắc Châu để bảo vệ khu vực mới Hùng An do lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy. Tuyên bố rằng Phó Tư lệnh Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc họp. Lý Quốc Anh đã yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu quốc phòng trọng yếu như khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh. Các số liệu cho thấy Trắc Châu cao từ 20 đến 70 m so với mực nước biển, trong khi Hồng An chỉ cao từ 7 đến 19 m so với mực nước biển.
Lý Nguyên Hoa nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tuyên bố rằng con người sẽ chiến thắng thiên nhiên, nhưng thực tế là Xiong An hiện đang chìm trong nước. Trong hoàn cảnh như vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn phải làm hết sức mình để bảo vệ nó, và làm như vậy có nghĩa là tràn ngập Trác Châu và những nơi khác. Anh ấy nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không có cái nhìn tổng thể khi thiết kế. Từ trận mưa lớn lần này, có thể thấy rằng việc lựa chọn địa điểm của Hùng An chắc chắn có vấn đề. Địa hình ở đó trũng, thành phố mới ở chỗ trũng sẽ khó cho thế hệ sau. Lũ lụt ở Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vẫn chưa giảm và lượng mưa lớn đã tràn vào phía Nam. Theo China Weather Network, tâm mưa trên cả nước đã dịch chuyển về phía Nam. Theo các báo cáo, kể từ ngày 30 tháng 8, lượng mưa ở phía Bắc suy yếu dần. Một số khu vực như Nam Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn. Quảng Tây, Vân Nam và những nơi khác sẽ trở thành khu vực cốt lõi của lượng mưa. Về nhiệt độ, biên độ nhiệt độ ở Trung Bộ và miền Đông sẽ thu hẹp dần theo chiều từ Bắc vào Nam trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, độ ẩm không khí ở nhiều nơi như Giang Nam, Nam Trung Quốc tương đối cao. Cảm giác ngột ngạt tiếp tục ập đến. Từ đêm hôm thứ Bảy đến Chủ nhật có mưa vừa đến mưa to. Mưa to cục bộ ở các khu vực Hà Nam, Sơn Đông, Bắc An Huy, Giang Tô và các nơi khác. Một số khu vực nêu trên kèm theo mưa lớn ngắn ngày, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Từ đêm ngày thứ Bảy đến thứ Ba tới, có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở một số khu vực Nam và Tây Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông, Vân Nam. Từ đêm ngày thứ Bảy đến Chủ nhật, có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở một số khu vực phía Đông Thanh Hải, Nam Cam Túc và Nam Thiểm Tây. Bị ảnh hưởng bởi hơi nước còn sót lại của bão số 3 di chuyển về phía Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác đã hứng chịu lượng mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp kể từ ngày thứ Bảy tuần trước đó. Đặc biệt, Hà Bắc trở thành khu vực hứng chịu nặng nề nhất đợt xả lũ của Bắc Kinh, với thiệt hại nặng nề về tài sản và thương vong. Trong số đó, Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hôm thứ Tư, lũ lụt ở Trác Châu tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ cho biết độ sâu tối đa là 12 mét. Tối hôm đó, Lina, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Bắc cho biết mưa đã kết thúc nhưng sẽ mất khoảng một tháng để nước trong khu vực chứa và giữ lũ rút đi, và vẫn còn 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước đi qua. Trong khi lũ lụt do mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc chưa lắng xuống, hoàn lưu bão số 3 lại đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc. Kể từ hôm thứ Tư, nhiều nơi ở Hắc Long Giang đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Một số ngôi nhà ở Mẫu Đơn Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị lũ cuốn trôi, liên lạc bị cắt đứt. Hôm Chủ nhật, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm thông báo rằng đợt mưa hiện tại đã kết thúc. Tính đến tối ngày thứ Bảy, 6 người đã thiệt mạng và nhiều người, bao gồm cả phó thị trưởng, đã mất liên lạc. Mưa xối xả tiếp tục ở khu vực trung tâm Trung Quốc đại lục. Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi. Mực nước ở nhiều khu vực đã phá kỷ lục lịch sử. Mực nước sông Chu, một nhánh chính của sông Dương Tử, đang đạt mức cao nhất trong lịch sử. Vào rạng sáng ngày 30 tháng 8, chính quyền tỉnh An Huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho nổ một con đập để xả lũ. Lũ lụt tràn vào các khu vực chứa và giam giữ lũ lụt như Hoàng Cao Nhĩ Húc và Hoàng Cao Tam Tự, và vùng đất xanh tươi ngay lập tức trở thành một đại dương bao la nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng do lượng mưa liên tục, sông Hoài Hà đã trải qua lũ lụt đáng kể trong 2 ngày qua. Trạm thủy văn Vương Gia Bá trên thượng nguồn đã đạt mức nước cảnh báo vào tối ngày 31 tháng 8 và trận lũ số 1 của năm nay xảy ra trên sông Hoài Hà. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9, trạm thủy văn Vương Gia Bá cao hơn mức báo động 0,31m. Theo báo cáo của Nhật báo An Huy, vào ngày 1 tháng 9, toàn bộ dòng chính của sông Dương Tử đã vượt qua mức báo động. Lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà và việc thoát nước của lưu vực Hồ Triều Hồ không suôn sẻ. Tân Hoa Xã đưa tin, mực nước sông Chu, phụ lưu cấp 1 của sông Dương Tử đã thay đổi từ mức tăng chậm sang tăng nhanh do mưa lớn liên tục và dòng nước thượng nguồn đổ về, và tình hình kiểm soát lũ lụt đã có vẻ tồi tệ hơn. Mực nước tại cống Trương Hà Khẩu đạt 14,33m vào lúc 1 giờ sáng ngày 1 tháng 9, vượt quá mực nước đảm bảo 0,83m và tiến gần đến mực nước cao nhất lịch sử là 14,39m. Lúc 3 giờ sáng ngày 1 tháng 9, sông Chu Hê ở An Huy tiến hành nổ mìn xả lũ, kè Chu Hê bị vỡ hai khe. Đây là hai khu chứa lũ được mở ở An Huy sau khi khu chứa lũ Đông Đại Tự được mở vào ngày 31 tháng 8. Hoàng Cao Nhĩ Húc và Hoàng Cao Tam Tự nằm ở ngã ba dòng chính của sông Chu Hê và sông Tương Hà, thị trấn Ngô Cương, huyện Quan Giao, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy. Có 24 bãi lấn biển phân bố dọc hai bên bờ sông Chu, dân số khoảng 87.000 người, trong đó có 5 bãi lấn biển lớn với diện tích trên 10.000 km.
Giới chức địa phương cho biết người dân trong khu vực lũ lụt đã được chuyển đi. Tổng diện tích chứa lũ của Hoàng Cao Nhĩ Húc và Hoàng Cao Tam Tự vượt quá 10 km2 với tổng dung tích chứa lũ thiết kế là 60,71 triệu mét khối. Vào chiều ngày 31 tháng 8, cả ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp với phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán ở tỉnh An Huy đã được nâng cấp lên cấp độ 1. Từ 2 ngày qua, nhiều nơi ở tỉnh An Huy liên tục có mưa lớn, tình hình chống lũ càng thêm gay gắt. Lũ lụt xảy ra ở lưu vực sông Hoài Hà, hệ thống thoát nước kém và ngập úng nghiêm trọng ở lưu vực Hồ Sào Hồ, toàn bộ dòng chính sông Dương Tử vượt mức báo động. Tỉnh An Huy xuất hiện 2 trận mưa lớn vào khoảng ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Theo thông tin đo từ xa về chế độ nước, tính đến 18 giờ ngày 31 tháng 8, mực nước tại khu chứa lũ Vương Gia Bá trên sông Hoài Hà là 28,08 m, cao hơn mức cảnh báo 0,58 m và vẫn đang tiếp tục tăng. Mưa lớn khiến mực nước sông Hồ ở lưu vực Sào Hồ dâng cao trên diện rộng. Từ tối ngày 30 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, mưa lớn liên tục xảy ra ở Hợp Phì, Lục An và các nơi khác. Cảnh báo mưa bão màu đỏ được ban hành ở hai nơi. Trong số đó, lượng mưa ở Hợp Phì đã phá vỡ giá trị cực trị. Từ 20 giờ ngày 30 tháng 8 đến 14 giờ ngày 31 tháng 8, khu đô thị Hợp Phì có lượng mưa 239,5 mm, đứng đầu về lượng mưa ngày kể từ khi khu đô thị này có hồ sơ khí tượng. Các nhánh sông Nam Phi, Bái, Phong Lạc, Hàng Phụ và Nam Phước đều vượt quá mức cảnh báo. Cả hồ chứa Đông Phố và hồ chứa Đại Pháp Đình, hai hồ chứa chính ở thành phố Hợp Phì đều vượt quá giới hạn lũ. Vào lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 31 tháng 8, cửa xả lũ Đông Đại Tự được mở và khu vực chứa lũ Đông Đại Tự ở huyện Lộc Giang bắt đầu tích trữ nước lũ. Theo cổng thông tin online của tỉnh An Huy, lúc 20 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, mực nước tại trạm thủy văn Đông Đại Tự và Tây Hà của chi nhánh quản lý Hồ Bạch Hồ, huyện Lộc Giang, thành phố Hợp Phì đạt mức 12,5 m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,6 m. Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh An Huy đã ban hành lệnh tích lũ ở Đông Đại Vệ, đồng thời mở các cửa cống tích lũ, 65.000 ha đất màu mỡ sẽ bị nhấn chìm. Đây là lần chứa lũ thứ 7 trong lịch sử của Hồ Bạch Hồ. Theo dữ liệu, khu vực chứa lũ Đông Đại Vệ nằm ở huyện Lộc Giang với diện tích 65.000 ha đất canh tác và dung tích chứa lũ thiết kế là 230 triệu mét khối. Ngày 31 tháng 8 là lần thứ 2 kho chứa lũ Đông Đại Tự được mở và đây cũng là lần chứa lũ thứ 7 cho đến nay. Được biết, khu vực chứa lũ Đông Đại Tự thuộc khu vực chứa và giữ lũ ở lưu vực sông Dương Tử. Theo báo cáo, hơn 2.500 tình huống nguy hiểm thuộc nhiều loại khác nhau đã xảy ra tại 5 tỉnh ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, bao gồm 108 tình huống nguy hiểm trên kè chính của sông Dương Tử. Theo dự báo, trong 3 ngày tới, ở một số khu vực thuộc lưu vực sông Hoài Hà vẫn có mưa to đến rất to. Bị ảnh hưởng bởi điều này, dòng chính của thượng và trung lưu sông Hoài Hà vẫn ở trong tình trạng siêu cảnh báo. Một số sông vừa và nhỏ có thể gặp lũ lớn. Tại huyện Cố Chương, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, những ngày gần đây trời mưa liên tục. Sáng ngày 30 tháng 8, lại có một trận mưa xối xả khác đổ xuống đây gây lũ lụt, sạt lở đất trong khu vực. Nhiều tòa nhà dân cư bị cuốn trôi, đường xá bị cuốn trôi, thương vong và thiệt hại hiện chưa rõ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, hiện tại 7 ngôi nhà ở làng Lâu Tử Trại, làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long và làng Long Bích ở làng Mộ Dung, thị trấn Mộ Dung, huyện Cố Chương và các đường phố của thị trấn Mộ Dung đã bị ngập lụt. Đường hầm xe lửa tại làng Mã Bình khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn và tỉnh lộ S-229 bị gián đoạn do sạt lở đất và lũ lụt. Các đường phố của thị trấn Đan Khánh bị ngập lụt, các số liệu cụ thể về thiên tai đang được thống kê và số liệu ở các quận và thành phố khác cũng đang được thống kê. Theo Microblog chính thức của đường sắt Quảng Châu vào lúc 11 giờ 31 phút sáng ngày 30 tháng 8, mưa lớn đã khiến ngọn núi giữa Cổ Trường Hoàn Nhan và Long Bích Hội trên tuyến giao lưu bị trượt và sập, chôn vùi tuyến và ảnh hưởng đến giao thông chạy tàu. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh Tương Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 trên toàn tiểu bang vào lúc 13 giờ. Cục khí tượng dự báo sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở một số khu vực phía Bắc Hồ Nam, Trung và Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến và Đông Bắc Quý Châu và một số khu vực khác sẽ có mưa to. Ngày 1 tháng 9 lúc 6 giờ sáng, một cảnh báo mưa bão màu xanh đã được đưa ra. Từ mấy ngày qua, cơn bão số 4 Kanu, cấp bão mạnh năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Chiết Giang và Quảng Đông. Mưa liên tục gây ngập úng và thiệt hại nặng nề cho đất canh tác. Nhiều trường học ở Hải Nam đóng cửa, giao thông tắc nghẽn. Theo nan2.com, bão Kanu bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào 4 ngày trước và thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão.
những chiếc thuyền trong khu thắng cảnh bãi biển Holiday đã ngừng hoạt động và sẽ được cố định vào bờ. Vào ngày 30 tháng 8, các trường học ở 11 thành phố và quận bao gồm thành phố Hải Phòng, thành phố Tam Á, thành phố Văn Xương và thành phố Huỳnh Hải ở tỉnh Hải Nam đã đóng cửa trong một ngày và toàn bộ thành phố Tam Á đóng cửa trong 2 ngày. Việc bán vé cho tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam sẽ bị đình chỉ trong 3 ngày và tất cả các chuyến bay qua eo biển Quỳnh Châu sẽ bị đình chỉ. Trước đó có thể thấy màn hình chuyến bay điện tử tại sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu rằng hầu hết các chuyến bay đã bị hủy. Tính đến 11 giờ ngày 30 tháng 8, có 262 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng khoảng 39.000 hành khách. Để chống lại lượng mưa lớn do cơn bão Kanu mang lại, hồ chứa Ngưu Lưu Linh ở Quỳnh Hải đã bắt đầu xả lũ trước thời hạn vào ngày tuần trước. Theo báo cáo của CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Kanu vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày 30 tháng 8, Đài quan sát khí tượng của quận Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Từ sáng sớm, mưa lớn đổ xuống quận Phổ Đà, một số tuyến phố bị ngập, chỗ ngập sâu hơn 1 mét, người dân bị mắc kẹt, lượng mưa ở Đông Cương Nam Áo lên tới 540mm, cao nhất trong tỉnh, dẫn đến lũ lụt cục bộ. Bão đi đến đâu, một diện tích lúa lớn đổ dạp, ruộng đồng ngập úng gây thiên tai nặng nề, sau đó cano đổ bộ vào bờ biển huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, gây gió giật cấp 8 đến 10 độ ở thành phố Lôi Châu, kèm theo mưa to đến mưa rất to, mưa to cục bộ. Các loại cây trồng tại địa phương như mía, khoai lang, rau màu bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, nhất là lúa đang giai đoạn làm đồng có thể dẫn đến giảm sản lượng. Do ảnh hưởng của bão Kanu đã khiến cho Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị ảnh hưởng cũng sẽ có mưa hoặc thậm chí mưa lớn có thể gây ngập úng đô thị, lũ lụt trên núi, lở đất và các thảm họa khác. Theo tin bão mới nhất, khi bão Kanu rời Đài Loan, Trung Quốc, hai cơn bão mới có thể sớm hình thành. Trang Taiwan News dẫn dự báo bão của chuyên gia thời tiết Đài Loan China Han Xixing nhận định, sự phát triển của các cụm mây ở Tây Bắc Thái Bình Dương không loại trừ khả năng có thể dẫn đến hai cơn bão riêng biệt hình thành trong vòng 7 ngày tới. Điều này xảy ra khi bão Kanun đang dần di chuyển ra khỏi Đài Loan, mặc dù vùng ngoại vi của bão dẫn đến luồng gió Tây Nam mạnh mang theo mưa lớn đến các khu vực miền núi phía Nam. Trong bài đăng trên Facebook ngày 31 tháng 8, chuyên gia Chia lưu ý, chỉ có 6 cơn bão nhiệt đới hình thành từ tháng 1 đến hôm Chủ nhật vừa qua. Thông thường, từ tháng 1 đến tháng 7 có khoảng 8 cơn bão. Ngoài ra, tháng 8 có thể là thời gian cao điểm hình thành bão. Đây là thời điểm giữa mùa bão tháng 7, tháng 9. Trung bình, mỗi năm có khoảng 5,5 cơn bão hình thành trong tháng này. Nhà khí tượng học Ngô Ngạn Tổ cho biết, theo mô phỏng thời tiết của Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn Châu Âu, vào ngày 30 tháng 8, bão nhiệt đới Lan, cơn bão thứ 7 trong năm có thể hình thành ở vùng biển phía đông nam Nhật Bản. Xác suất hình thành của cơn bão là 50% do vĩ độ và khoảng cách cao. Bão hướng về phía Bắc không có cơ hội tác động đến Đài Loan. Bão Kanun được cho là cơn bão kỳ lạ trong năm 2023, hướng đi phức tạp, vòng đi vòng lại Nhật Bản-Trung Quốc. Ngày 30 tháng 8, Cục Khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết bão Kanun dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Hàn Quốc cuối tuần này, khiến các khu vực phía đông nam của bán đảo Triều Tiên có mưa lớn. Tuy nhiên, các bản tin dự báo thời tiết sau đó của KMA dự đoán bão Kanun đã dịch chuyển đến gần bán đảo Triều Tiên hơn. Trước đây, nó được dự báo sẽ tấn công các vùng phía nam của Nhật Bản trong khi cách xa Hàn Quốc. Theo KMA, Kanun sẽ bắt đầu gây mưa vào đêm mai ở Busan, Ulsan và phía nam tỉnh Gyeongsan. Khi cơn bão di chuyển về phía bắc sẽ ảnh hưởng đến Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsan và tỉnh Bắc Chungcheong, Gangwon và Gyeongji vào sáng ngày 31 tháng 8. Đảo Ulyung và Dokdo sẽ hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn và gió mạnh trong tuần. Đến ngày 1 tháng 9, bão sẽ di chuyển xa hơn về phía Bắc và ra khỏi Hàn Quốc, hướng ra biển, cách thành phố Ulsan ven biển phía đông của Triều Tiên khoảng 70 km. Bão Kanun bắt đầu phát triển trên vùng biển phía đông Philippines và dịch chuyển lên phía Bắc. Sáng hôm Chủ nhật, bão đến vùng biển tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 190 km về phía Bắc với sức gió 119 đến 158 km/h. Trong ngày thứ 2 và thứ 3, bão Kanun cua gấp về phía Tây hướng về tỉnh Kagoshima của Nhật Bản và tiếp tục di chuyển về phía Bắc hướng tới vùng biển phía Đông của Hàn Quốc. Bão Kanun áp sát Hàn Quốc nhất khi đến vùng biển phía Đông Nam Busan cách đó khoảng 60 km vào ngày 31 tháng 8 khi bão di chuyển theo hướng Bắc giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Thưa quý vị, mưa lũ lớn ở Trung Quốc khiến mực nước 21 con sông ở lưu vực sông Hải Hà vượt mức cảnh báo, trong đó 8 con sông đang ghi nhận lũ lớn kỷ lục.
lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão kể từ năm 1963. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông tin hôm thứ Sáu. Những đợt mưa lớn từ tuần trước khiến mực nước 21 con sông ở lưu vực sông Hải Hà vượt quá mức cảnh báo, trong đó 8 con sông đang ghi nhận lũ lớn kỷ lục kể từ khi theo dõi dữ liệu, Tân Hoa Xã đưa tin. Ông Giang Bang, quan chức của Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà chỉ ra, lượng mưa tích lũy trong lưu vực sông có diện tích 320.000 km2 đạt 43,2 tỷ mét khối trong thời gian 4 ngày, tạo thành mực nước dâng trung bình 135mm. Theo ông Giang, lượng mưa trung bình hàng năm ở lưu vực sông Hải Hà là 525mm, nghĩa là vào thời điểm hiện tại, khu vực này nhận được 1/4 lượng mưa hàng năm trong 4 ngày. Dữ liệu mưa lũ ở Trung Quốc cho hay, năm 1963, lưu vực sông Hải Hà đã đón 60 tỷ mét khối nước mưa trong một trận mưa kéo dài một tuần. Lưu vực sông Hải Hà của Trung Quốc có mật độ dân cư đông đúc và có liên quan tới nhiều thành phố lớn và vừa, trong đó có Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Đường Sơn và Tân Hoàng Đảo. Ông Hàn Thụy Quang, Phó Giám đốc Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà cho biết, nước lũ đang di chuyển từ thượng nguồn và trung lưu xuống hạ lưu. Trọng tâm chính hiện nay là để nước lũ chảy ra vịnh Bột Hải một cách an toàn. Cũng liên quan tới mưa lũ ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã thông tin, nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất vẫn còn cao ở các vùng ngoại ô ở miền núi của Bắc Kinh. Bản tin dự báo thời tiết của cơ quan thời tiết Bắc Kinh cho hay, dự báo thủ đô của Trung Quốc xảy ra dông bão trong ngày thứ Bảy. Bắc Kinh đã phát cảnh báo màu vàng, mức cảnh báo thấp thứ hai về mưa lớn, gió giật mạnh và sấm sét cho thành phố. Cơ quan thời tiết cũng cảnh báo về các thảm họa địa chất như sạt lở đất ở hầu hết các khu vực miền núi của Bắc Kinh. Đặc biệt, các quận ngoại ô Phong Sơn, Môn Đầu Câu và Mật Vân có nguy cơ cao xảy ra lũ quét. Trong vài ngày qua, Bắc Kinh ghi nhận lượng mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi dữ liệu 140 năm trước. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt, khiến 11 người chết tại Bắc Kinh. Về tình hình mưa lũ ở Trung Quốc, bản tin khác của Tân Hoa Xã cho biết, một người chết và 4 người mất tích do mưa lớn ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Khoảng 134.000 người chịu ảnh hưởng của mưa lớn ở Thư Lan, với hơn 14.300 người phải sơ tán. Mưa liên tục xảy ra ở Thư Lan từ tối thứ Ba. Tính tới 15 giờ chiều thứ Sáu, lượng mưa trung bình ở thành phố này đạt 111,7mm. Trong bối cảnh mưa bão nghiêm trọng, hôm thứ Sáu, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc thông báo chi thêm 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 14 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương cho các tỉnh Thiên Tân và Hà Bắc. Trước đó, Trung Quốc đã phân bổ khẩn cấp 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết và phục hồi sau thiên tai ở Bắc Kinh và Hà Bắc. Với ngân sách bổ sung công bố hôm thứ Sáu, tổng cộng 100 triệu nhân dân tệ đã được phân phối cho Hà Bắc, trong khi Thiên Tân và Bắc Kinh mỗi thành phố nhận 50 triệu nhân dân tệ, khoảng 700 triệu đô la Mỹ cho phục hồi và tái thiết sau thảm họa. Giới chức Trung Quốc đã phát động nỗ lực cứu hộ và cứu trợ quy mô lớn để ứng phó với mưa bão nghiêm trọng ở nước này. Hôm thứ Sáu, Bộ Tài chính và Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng tuyên bố dành 450 triệu nhân dân tệ, khoảng 62,7 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ khôi phục sau thiên tai ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Tại tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại sông Đà Đà, Tu Tu do mưa lớn. Trong cảnh báo lũ lụt Trung Quốc, cơ quan thủy văn tỉnh Thanh Hải nhấn mạnh, trạm thủy văn tại sông Đà Đà, nơi phát nguyên của sông Dương Tử, ghi nhận lưu lượng nước ở mức 852 mét khối trên giây, đạt đến mức lũ lụt nghiêm trọng, đài CGTN thông tin. Cơ quan thủy văn Thanh Hải cũng kêu gọi giới chức các khu vực dọc theo sông Đà Đà có biện pháp phòng ngừa, sơ tán dân, đặc biệt là ở trấn Tang Gula và huyện Chí Độ. Sông Đà Đà là một trong ba nguồn của sông Dương Tử, con sông dài nhất ở Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới. Sông Đà Đà bắt nguồn từ những sông băng của dãy núi tuyết cách Lạp Đan Đông và lấy nước từ một số sông băng trong khu vực. Dòng sông đóng băng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và nước sông dâng cao vào tháng 6 khi băng tan, mực nước của sông Đà Đà đạt đến đỉnh điểm vào tháng 8. Cũng liên quan tới lũ lụt Trung Quốc, hôm Chủ nhật, thành phố Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc đã phát động báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất, với lũ lụt có thể xảy ra ở sông Đại Thanh Hà, một nhánh chính của sông Hải Hà, dòng sông đang trải qua trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1963. Trưa hôm thứ Sáu, nước lũ sông Đại Thanh Hà đã đến phạm vi Thiên Tân và thành phố đã đưa vào sử dụng khu vực ngăn và giữ nước lũ. Các lực lượng có liên quan, phương tiện khẩn cấp và vật liệu cứu trợ thiên tai đã được gửi đến khu vực trữ nước lũ. Việc gia cố kè ngoài của đường sông đang được tiến hành ở Thiên Tân. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão gây ra. Cứ
Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cập nhật mức độ ứng phó lũ lụt ở Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc và Cát Lâm, Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc. Ứng phó lũ lụt khẩn cấp đã được nâng lên cấp 3, cấp cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc, do lượng mưa lớn kể từ 2 ngày trước dẫn tới lũ lụt ở một số khu vực này. Lưu lượng đỉnh lũ được dự báo sẽ tới những trạm thủy văn trên một số sông trọng điểm. Ví dụ, lưu lượng lũ đỉnh điểm lên tới 7.500 m khối trên giây sẽ tới trạm thủy văn Trường Giang Đồn ở hạ lưu sông Mậu Đơn Giang trong ngày thứ hai vừa qua. Mưa bão và lũ lụt cũng đã tàn phá miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong tuần qua. Trong đợt lũ lụt Trung Quốc mới nhất, 4 quan chức thành phố ở phía Đông Bắc nước này đã bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi thị sát. La Húc Đông, phó thị trưởng thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và 3 thành viên trong đoàn đã thiệt mạng trên đường đi đánh giá tình hình lũ lụt trong khu vực ngày thứ 6 tuần trước, Tân Hoa Xã thông tin. 4 quan chức gặp nguy hiểm trên đường đến hiện trường lũ lụt ở các thị trấn Khai Nguyên và Kim Mã ở Thư Lan, bản tin của Tân Hoa Xã nêu rõ. Trang tin tức Đại Trung có trụ sở tại Sơn Đông cho biết thi thể của các quan chức thiệt mạng trong lũ lụt được tìm thấy vào khoảng trưa thứ Bảy. 4 quan chức thị sát lũ lụt bị thiệt mạng, nâng tổng số người chết ở Cát Lâm trong đợt lũ lần này lên 10 người. Trong suốt tuần qua, Trung Quốc đã trải qua mưa bão và ngập lụt tàn phá nhiều khu vực của đất nước. Lũ lụt ở Trung Quốc có một phần nguyên nhân là do siêu bão số 3 đổ bộ vào miền đông nam nước này. Bão số 3 đã tàn phá Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc gần đó, sau đó gây ngập lụt các khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, giới chức Trung Quốc đã chi thêm 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 49 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc cũng như vùng Đông Bắc Trung Quốc chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Tới nay, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 520 triệu nhân dân tệ, khoảng 72,5 triệu đô la Mỹ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho các vùng bị lũ lụt. Theo Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Thư Lan ghi nhận mưa lớn kể từ đầu tháng với lượng mưa trung bình 111,7 mm trên toàn thành phố tính đến trưa thứ Sáu tuần trước. Một trạm thời tiết trong thành phố ghi nhận lượng mưa tới 489 mm trong khoảng thời gian này, gấp hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó. Trong quá trình ứng phó khẩn cấp với bão lũ, chính quyền thành phố Thư Lan đã sơ tán 18.916 người và thiết lập 21 khu tạm trú. Thành phố cũng đã sửa chữa 26 điểm thông tin liên lạc và 85 cơ sở điện, khôi phục nguồn điện cho 6.535 hộ gia đình. Cơ quan kiểm soát lũ Thư Lan cho biết, đợt mưa tồi tệ nhất dường như đã kết thúc và đến trưa thứ Bảy, tất cả 9 hồ chứa vượt giới hạn lũ trong thành phố đang duy trì mức xả lũ hợp lý. Giới chức Thư Lan sẽ tập trung vào sửa chữa đường xá, những cây cầu, cơ sở hạ tầng điện, trạm viễn thông bị hư hỏng. Theo Tân Hoa Xã, bão số 3 đã gây sạt lở đất và lũ lụt ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc, nơi cơn bão đổ bộ trước khi tiến về phía bắc tới thủ đô Bắc Kinh. Bắc Kinh hứng mưa lớn kỷ lục trong 140 năm qua, trong khi Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc ghi nhận mưa lớn trên 1.000 mm trong 3 ngày.